Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Phòng 10 24 rồi. À, xin lỗi để chỉnh lại một chút. Trong ngày 1 Tây tháng 1 thì tôi có một cái sứ điệp cho hội thánh Chúa chung, đó là dọn đường để được sự thịnh vượng cả năm. Và Chúa cho biết rằng là trong cái năm 2024 nó không phải là năm bằng phẳng, nhưng nó cũng có núi và có trụng. Dẫu vậy, bởi đức tin chúng ta đang bước vào năm mới này, chúng ta bước với một cái tâm trạng như thế nào? Ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 7 nói rằng chúng ta bước đi là bước bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Có một sự khác biệt với người thế gian. Người thế gian nói sao ạ? Ngón tay ta đặt vào trong tay của Chúa, ngón tay đặt vào trong sườn của Ngài, chừng nào mắt này thấy thì mới tin. Nhưng mà với Chúa thì sao ạ? À, không thấy mà tin mới là phước hơn. Như vậy, tôi cảm ơn của Chúa để chia sẻ với anh chị em một sứ điệp buổi chiều hôm nay, cũng là ngày Chủ nhật đầu năm của 2024. Chúng ta sẽ gieo gì cho năm mới này? Xin mời anh chị em chúng ta cùng mở ra lời Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 26. Sáng Thế Ký 26 từ câu 12 cho đến câu số 17. Sáng Thế Ký 26 từ câu 12 cho đến câu 17. Chúng ta sẽ đọc chung với nhau những câu thánh này. Xin bắt đầu. Isaac gieo hạt giống trong xứ đó. Năm ấy gặt được bội trăm phần, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Người nâng thịnh vượng của cải càng ngày càng thêm, cho đến đổi người trở nên phước lớn. Người có nhiều bầy chiên, bầy bò và tôi tớ rất đông. Bởi có thấy dân Philippines đem lòng ganh ghẻ. Mấy cái giếng lúc trước đầy tớ của Abraham cha người đã đào, bây giờ đều bị dân Phi Tiên lấp đất lại hết. Abimelech nói cùng Isaac rằng, hãy ra khỏi nơi ta, vì ngươi thịnh vượng hơn chúng ta mỗi phần. Vậy Isaac bỏ chỗ này, đi đến đống trại tài chủng Gera và ở đó. Xin cảm ơn. Ở đó, xin mời Thánh Linh ngồi. Chúng ta sẽ gieo gì trong năm mới này? Chúng ta thấy ở tại đây, đây là một cái câu chuyện nó xảy ra trên đời sống của Isaac. Mà không chỉ cho Isaac mà thôi, nhưng mà cái câu chuyện này nó xảy ra trên dân gia đình của ông và trên toàn cái xứ đó. Đó là gì ạ? Ở trong câu 1 nó là gì? Trừ cơn đói kém thứ nhất trong đời Abraham, bây giờ tại xứ lại có một lần nữa Isaac đi đến Abimelech vua Philippines tại Gera.
Như vậy cái đó kém thời của Abraham là lúc ông mới ra khỏi Canaan để ông đi theo tiếng gọi của Chúa. Thì để khi ông đến Canaan, tại đó Chúa nói là ta ban phước cho ngươi và ta cho ngươi về làm đổi người đất này. Nhưng mà sau đó thì gặp cơn đói kém, thì Abraham lại rời khỏi cái sự hứa đó và ông lại tiếp tục ông đi lần lần xuống Nam Phương. Tại nơi đó ông ra, ông đến chỗ Ai Cập. Ai Cập hình ảnh của thế gian. Đa phần khi chúng ta gặp thanh đề thì tôi và anh chị em làm gì ạ? Khi chúng ta gặp thanh đề chúng ta thường hay tìm đến Ai Cập phải không ạ? Đúng không chị em? Ủa thôi Chúa sao mà gặp khó khăn quá, thế Chúa sẽ gặp nghịch cảnh quá. Mà thấy ta nói thôi bây giờ tôi sẽ đi ra thế gian, tôi đang ra tôi làm thế gian. Nhưng mà anh chị em ơi, ra thế gian thì bây giờ chúng ta đạt người ở trong sự sáng, mình ta ra chúng ta sẽ thấy thế gian nó sẽ gian như thế. Nó kinh khủng hơn. Cho nên ở đây cái nắng nói gì? Là Isaac khi mà trong cái xứ này gặp tôi kém, thì ông lại lập tức ông lại chuyển đi, ông định đi xuống Ai Cập như là cha của ông. Nhưng mà ở đây Chúa đã ngăn trở không cho Isaac đi xuống. Ở trong khoai Đức Sư Hoa đến cùng người bán rằng: trở xuống xứ Ai Tô, hãy ở lại xứ mà ta sẽ chỉ cho. Người bước đi bởi đức tin, người của Chúa, chúng ta thấy chúng ta hành xử nó sẽ khác với người của thế gian. Bởi vì người thế gian đó là họ có thể xử lý theo cái cách của thế gian, nhưng mà người của Chúa khi chúng ta gặp thanh đề, chúng ta cần xử lý theo đức tin và chúng ta cần xử lý theo những gì mà chúng ta nghe từ Chúa. Mà đôi khi cái điều đó nó nghịch lại với chúng ta luôn. Đôi khi cái điều mà chúng ta nghe từ Chúa đó nó nghịch lại với chúng ta luôn. Giả sử chúng ta đang gặp khó khăn như này, tự nhiên trong túi hết là Chúa nói móc dần hết đi con, nghịch lại không? Nếu như chúng ta đã, giả sử chúng ta đang gặp khó khăn thì ít nữa chúng ta còn được vài trăm ngàn nó cũng đã đỡ phải không ạ? Và chúng tôi đã có một cái kinh nghiệm như thế này, là có những lúc khi mà chúng tôi bắt đầu gần như là bắt đầu thấy càng rồi đó, thì bắt đầu chúng tôi gia tăng gieo. Bởi vì nếu như càng mình giữ lại mình không gieo thì chúng ta sẽ không có mùa gặt. Thì tại ở đây chúng ta thấy rằng là Isaac đang ở trong một hoàn cảnh là gì? Cả xứ đó kém. Bây giờ giả sử tất cả chúng ta thời Covid, tất cả chúng ta ai cũng khó khăn hết, bây giờ mượn ai ạ? Chạy xe cũng không được, nhờ mượn ai ạ? Thu mua về chai cũng không được, nhờ mượn ai ạ? Cả xứ nó kém hết thì chúng ta làm sao? Thì tại nơi đây chúng ta thấy có một vấn đề mà Chúa ngăn lại. Có những lúc cái hướng đi của chúng ta nó hiệu quả lên trên, Chúa nghĩ là hiệu quả, nhưng Chúa ngăn lại. Ủa Chúa ơi, cha con ngày xưa đi xuống Ai Cập trở về giàu có mà, vì bà Sarai mà Abraham được ban cho chiên bò lừa tôi trai tới gái và tới loại ông thật là giàu có. Đó là cái của Abraham. Ông nhờ theo sự khôn ngoan riêng của mình và ông nói như thế nào? Đây không phải là vợ của tôi, là em gái tôi. Đến nỗi phần luôn đã ăn ở với bà Sarai. Và qua cái việc mà bán vợ đó và nói dối đó, Abraham được Egypto ban cho rất nhiều tiền bò lừa tôi trai tớ gái. Nhiều khi về Ai Cập cũng sướng nha anh chị em ha, đúng không? Nhưng không, trong cái của những gì của thế gian cho đó, nó có cái bẫy đó. Cái bẫy là gì ạ? Có ai nhìn thấy cái bẫy của Abraham khi mà Abraham được Pharaoh cho? Cái bẫy là gì? Bẫy là gì ạ? Chính là đàn Aga. Aga thì đâu ra? Từ phần thưởng mà Pharaoh cho Abraham. Con đòi Aga để phục vụ cho bà Sarai. Aga lúc mà được cho, tôi nghĩ chắc chừng 8-9 tuổi, đen thui, ốm yếu. Nhưng mà 10 năm sau thì Aga không còn là một cô gái ốm yếu nữa. Aga trở thành một cô gái đẩy đà, tuyệt vời. Cho nên khi bà Sarai đề nghị với Abraham một vấn đề thì Abraham lập tức nhận lời ngay. Bây giờ ông đến ăn ở với Aga đi, con ở với tôi đó, biết đâu là tôi được có con, vì nó mà tôi có con này. Lập tức Abraham đã nhận lời. Cho nên cái xu hướng của chúng ta khi gặp vấn đề là chúng ta nghĩ đến cái gì ạ? Anh chị nói thiệt kìa, Ai Cập là Canaan ạ? À? Bao nhiêu người khi mà gặp vấn đề chúng ta muốn xuống Ai Cập ạ? Thậm chí dạ, thì bao nhiêu người khi gặp vấn đề chúng ta muốn
trong ngày Chúa mới bị đức tin à? Cũng có luôn. Có luôn. Dạ, có luôn. Và giờ khi chúng ta thấy khi Abraham đã làm điều Chúa ngăn trở, Chúa không ngăn trở. Nhưng mà tại sao Isaac Chúa ngăn trở? Tại sao ạ? Tại sao Isaac Chúa ngăn trở mà Abraham Chúa lại không ngăn trở? Chúa cho Abraham đi xuống luôn, nói dối, đi luôn, người được phần thưởng luôn. Nhưng mà Isaac Chúa ngăn trở, Chúa không cho. Anh chị biết Isaac là đứa con của lời hứa, đứa con của lời hứa. Và Chúa muốn Isaac kinh nghiệm quyền năng của Ngài, kinh nghiệm sự dẫn dắt của Ngài, kinh nghiệm sự ban cho của Ngài, kinh nghiệm sự phước hạnh theo cách của Ngài, chứ không phải phước hạnh theo cách của Abraham. Mặc dù ý định của Isaac có không? Có xuống đây gặp không? Có. Thật ra bản thân của tôi cũng vậy, có những lúc khó khăn, tôi nghĩ đến tôi phải nhờ người này, tôi phải nhờ người kia, tôi nhờ người nào. Nhưng mà khi mà mình ở với Chúa, tự nhiên cái điều mà mình muốn nhờ mình nghĩ là được đó, thì nó không được gì cả. Cho nên chúng ta muốn kinh nghiệm một cái điều siêu nhiên luôn, thì chúng ta cần học gương của Isaac. Bây giờ chúng ta trở lại ở đây, chúng ta thấy Isaac đã gặp một cái năng đề như thế, nhưng mà nhờ sự ngăn của Chúa mà, cho nên khiến ông không đi xuống Ai Cập. Và bây giờ ông làm gì? Ông ở lại trong sự. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái câu kinh thánh câu 12. Isaac gieo hợp giọt giống trong sự đó, năm ấy gặt được bỏ trăm phần, vì Đức Chúa Trời ban phước cho. Như vậy chúng ta thấy ở đây, món được phước thì Isaac phải làm gì? Gieo. Nhưng mà ai ban phước ạ? Chúa ban phước. Chúa luôn luôn khích lệ chúng ta cần phải làm một cái gì đó, cần phải gieo trồng một cái gì đó. Chúa không phải chúng ta trở nên lười nhác. Nếu kinh doanh, chúng ta cần phải đầu tư vốn. Nếu không được cái sự giàu có, chúng ta cần phải làm ăn. Muốn được cây trái thịnh vượng, chúng ta phải gieo trồng và chăm sóc nó. Bởi vì nếu không thì tôi và chị em sẽ không bao giờ gặt hái được cái kết quả mà chúng ta chỉ nằm ở trong cái sự khô hạn mà thôi. Ở đây kinh thánh nói gì? Isaac đã bắt đầu gieo hạt giống ở trong xứ, và năm đó không phải là gặt mỗi lần. Chúng ta thường thường chúng ta chúc phúc cho nhau, chúng ta nói sao? À, giả sử bây giờ Phú là dân cho tôi 1 triệu, tôi nói rồi nghe những tí xưa chúng mà phước cho em bỏ phần là bao nhiêu ạ? Nếu mà gấp hai thì là không phải là bội phần, bội là cấp số nhân. Ví dụ như bội phần có nghĩa là ví dụ như dân cho 1 triệu thì người này sẽ được nhận lại là 10 triệu, tức là cấp bội, à bội phần. Nhưng mà ở đây thì Isaac không phải là bội phần mà là bội bao nhiêu ạ? Bội trăm phần. Bội trăm phần có nghĩa là 1 triệu mà được nhiêu? 100 triệu. Wow. Không tự nổi đâu mà. Hồi nãy có cái vụ gì mà 4 tỷ? Hả? Ai nhận được quà đó, thánh nó mỗi lại được 4 tỷ. Chứ nó tưởng là có một cái vụ làm ăn nào mà được 4 tỷ. Chứ tôi ké. Cho nên chúng ta rằng là Isaac gặp được mỗi 100 lần. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là Isaac đã gieo hạt giống trong sự vâng lời. Isaac có quyền không gieo không ạ? Có. Chúng ta bây giờ con ở trong xứ đi, nuôi lên quyền sản phẩm của ta đi, con gieo đi, con gieo hạt giống đi. Thì sang nơi chưa thì không phải mình con đâu, cả xứ đó kém hết, bây giờ chưa kêu con gieo. Họ có lắm anh em, khó, chúng ta có thể khó để mà có thể vâng lời lắm. Trong hoàn cảnh mà trong cối lông, nó chống chơi, chống chết hết trơn rồi. Bây giờ gieo đi con. Trời khó quá, khó quá, khó quá. Nhưng Isaac đã chọn vâng lời. Đức tin để có thể được đuổi 10.000 người trốn đi, nó không phải đức tin an toàn. Đức tin có thể kinh nghiệm quyền năng của trời đó, nó không phải ngồi ở trên chiếc thuyền. Mà đức tin của Peter, ông làm gì? 11 người kia nói như thế này: còn mà Peter nói gì? Nếu là Chúa thì cho con bước xuống. Thì lần tôi không làm cho em được bao nhiêu này? Vậy chúng ta bây giờ con dành hết đi, con gieo cho năm mới này đi, con gieo hết cho năm mới này đi. Chúng ta không nghĩ là trong túi à, còn trong nhà không bị dành hết luôn được này, nhưng mà trong túi này nó còn có 5 triệu luôn thì không dám.
Không phải Chúa thách thức chúng ta để chúng ta làm liều, nhưng khi chúng ta làm một cái việc gì đó, chị em, nó phải có nền tảng. Có nhiều người giảng cái chỗ này kêu người ta như mình móc túi hết đi. Có lần kia chúng tôi đi bên Campuchia, anh một sư đồng giảng này móc tiền dân hết luôn, cuối cùng đi về cửa khẩu không được, về tới cửa khẩu không có xe, không có tiền xe về, đứng ở đó chờ, đứng đó khóc. Rồi người ta nói ủa sao không vậy? Dạ hồi nãy, rồi ngày hôm qua một sư giảng móc tiền dân hết luôn, gỡ ra bông, gỡ về tiền dân hết luôn rồi, bây giờ không có tiền về. Cái đó không phải đức tin, cái đó là liều mạng. Có nền tảng của tin thánh không? Như đó, ở đây xét gieo hạt giống này có nền tảng của Chúa không? Có. Chúa nói sao? Không được xuống Ai Cập, ở trên xứ đi, ta ban Chúa cho con. Không được xuống Ai Cập, không đi theo thói quen, không đi theo con đường cũ của cha của con. Bây giờ con ở đây, con sẽ kinh nghiệm việc này siêu nhiên. Cha của con xuống Ai Cập, nhưng mà cha con đã thất bại rồi đó. Cha của con đã bị mất và thua. Và cái kết quả là gì? Ai nghe? Kết quả là gì? Ít mà em. Nhưng mà bây giờ con ở trong xứ, con sẽ kinh nghiệm ở một cấp độ cao hơn. Đó là cấp độ của thiên đàng, chứ không phải cấp độ của trần gian. Có một loại đức tin mà chúng ta bị thách thức để chúng ta làm. Có nhiều loại đức tin nó chỉ tạm thời thôi, nó chỉ giải quyết tạm thời thôi. Nhưng có những loại đức tin mà chúng ta bắt đầu bước đi ở trong cái cấp độ của thiên đàng mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho chúng ta. Chẳng hạn như sự chữa lành siêu nhiên cũng là cấp độ của thiên đàng, nó không phải cấp độ của trần gian. Sự tiết trời siêu nhiên như là con quả tháo thức ăn cho Eli, đó là cấp độ của thiên đàng hay là của trần gian? Của thiên đàng. Nó nghịch lý phải không? Con quả là cái kẻ ham ăn, nhưng mà chúng tôi là coi sai con quả đến để tha thức ăn cho Eli. Đó là cấp độ của thiên đàng. Khi mà chúng tôi gieo thì chúng tôi luôn luôn có nền tảng của kinh thánh. Giả sử có nền tảng kinh thánh một cái vấn đề gì đó, chúng cho một cái câu kinh thánh, lập tức tôi dùng cái câu kinh thánh đó làm cái nền tảng cho đức tin chúng tôi vận hành. Và chúng tôi bắt đầu đưa vào, chúng tôi làm. Và tôi thấy được rằng cái kết quả đó càng ngày càng nhân bội lên khi chúng tôi quyết định làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Như vậy trong cái xứ lúc này đang đỡ kém. Vậy thì cả xứ đỡ kém, Isaac có đỡ kém không ạ? Có. Nhưng Isaac còn hạt giống. Anh chị em có hỏi em là anh chị em còn hạt giống không? Còn không ạ? Có ai trong chúng ta không có hạt giống không? Chị Hương còn hạt giống không? Có hạt giống không? Vốn không? Vốn do Bảo còn hạt giống không? Bây giờ mình có đức tin mà không có hạt giống thì sao? Thì sao gieo? Hay là mình gieo mình nói là Chúa ơi cho con gieo hứa. Anh gieo thiếu không? Giờ có mảnh ruộng mà chúng ta gieo thiếu không? Có hạt giống thì sao lên? Nhiều, không nhiều cũng ít, không ít cũng nhiều, đúng không ạ? Tôi đảm bảo anh chị em, tôi và anh chị em luôn luôn có nhiều hơn một chút bột, nhiều hơn chút dầu, nhiều hơn cái đàn bà quả sẽ đặt tặng. Amen. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta gieo. Thế đây này thách thức là thánh chúng ta đây. Để rồi trong cái thánh chỉ trong năm đó hay sao? Được bội trăm phần. Mà do Đức Chúa Trời ban phước, anh chị em biết chỗ này, do Đức Chúa Trời ban phước, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đã có lời của Ngài để Isaac vận hành cái tiền của ông và trên đất. Có lẽ trong cái sứ điệp này có anh chị em chúng ta, những người đang nghe tại đây, những người đang nghe live stream, chúng ta có thể được Chúa Ngài mắc cho chúng ta một cái phương cách nào đó về công việc làm ăn, hay là chúng ta đầu tư vào lĩnh vực nào đó. Nếu có nền tảng của kinh thánh, anh chị em tôi khích lệ cho em bắt đầu gieo. Đừng chờ nữa. Đừng chờ. Anh chị biết nữa, tôi nói chuyện với lại uống với lại thấm. Và anh chị em biết bữa nay chúng tôi được bao nhiêu chưa? 600 đô. Từ một con số rất là nhỏ. Và tôi đang tái cấu trúc lại cái nền tảng để tiếp tục tăng thêm một con gà đẻ trứng nữa. Bây giờ mình tôi mới được con gà đẻ trứng thôi, nó được 6 trứng rồi. Bây giờ có 6 trứng mừng quá, chúng ta giết con gà là xong luôn. Nhưng bây giờ có tôi tái để thêm một con gà đẻ trứng nữa thì đây tới Tết có thể chúng tôi có thể có tiền ăn Tết. Nhưng mà tại sao? Vì tôi đã bắt đầu làm từ đó. Anh như là mọi gặp lần trước là hơn tháng, chưa được tháng nha.
Bây giờ là ba tuần này là tháng trưởng. Và nếu như lúc đó mà Phú gieo hạt giống cùng với tôi thì bây giờ có chưa ạ? Có rồi. Tôi nói cái này bí mật tí xíu. Có nhiều lắm, tôi Phú với Phạm biết, với bà tôi biết, tôi phải biết cái này. Nhưng mà không biết là chúng tôi làm gì, chúng tôi gieo hạt giống ở đâu, đúng không ạ? Rồi, rồi, giờ đó ai muốn cần gặp riêng thì chúng ta thấy rằng là Isaac đã gieo. Tại vì chúng tôi có một cái lời hứa của Chúa, chúng tôi có một cái đức tin và chúng tôi cũng có một cái sự xác quyết mà chúng tôi chấp nhận khi chúng ta gieo hạt giống. Anh chị em nghĩ cái hạt giống nó mất hay nó còn? Anh chị em muốn hạt giống gieo xuống mất hay còn? Tôi nghĩ gieo hạt giống nó còn chứ sao mất. Nếu như hạt giống còn thì nó có một cây không? Không. À, có gì gieo là gì? Quên nó đi, đừng có nhớ đó. Thì chúng ta sẽ có cái cây. Chúng ta nhớ là có cái cây thì nó có ra một hạt giống, nó là bao nhiêu? 3 chục, 6 chục, 100. Và tôi nói tuyệt đối không phải 100 đâu. 100 nó là cái số giới hạn đó. Nhưng mà có thể là gì? Hàng ngàn hạt giống. Và hãy nhớ rằng Isaac gieo trong xứ trong lúc đó kém, nhưng mà có nền tảng của lời. Và cái nền tảng của lời đó được sạch chính trong lòng chúng ta bình an và chúng ta phải bước theo Chúa. Còn nếu không, tôi mình em sẽ không nhận được đâu. Đây, chúng ta thấy ở đây tiếp tục là gì? Người trở nên thông vượng của cải ngày càng thêm cho đến nỗi trở nên rất lớn. Anh chị em muốn cái mức độ ảnh hưởng của chúng ta ở trong cái khu vực này lớn hay là rất lớn? Người này cầm 10.000 ra mua tờ vé số chiều nay 4:30 trở nên rất lớn, đúng không? Nó phải như vậy, nó phải như vậy. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài có cách khi chúng ta phân phục Ngài đó, thì Ngài làm cho cái hạt giống rất nhỏ này nó trở nên rất lớn. Có thể một hạt này nó ra 100 hạt là tuyệt đối. Có thể một phần này nó ra 100 phần khi chúng ta bước đi theo lời của Chúa Trời hay sự dẫn dắt của Chúa. Ngay bây giờ anh chị em coi, lắng nghe trong tâm linh của mình có một tín hiệu nào của Chúa không? Lĩnh vực nào mà chúng ta cần làm việc, lĩnh vực nào chúng ta cần đầu tư, lĩnh vực nào chúng ta cần phải gieo hạt giống không? Cái này mấy hôm có 10 chị em, thật ra không phải mấy hôm mà ngày mùng 1, từ ngày mùng 1 này. Bây giờ em nhắn với tôi đó là nhờ chúng tôi cầu nguyện để chị em sẽ đi truyền giáo ở khu vực đó và chị em chỉ cần 3 triệu thôi. Ngay lúc đó trong túi tôi, trong cái tài khoản của tôi còn hơn 3 triệu. Và tôi dự định sẽ gieo cái hạt giống này. Nhưng mà mọi cái công việc nó qua đi rồi, rồi bao nhiêu cái thứ nó đến thì tôi lại không có nhớ đến nó. Thì cái người chị em mới nhắn tin lại một lần nữa trong cái group của Hội Thánh ra chuẩn bị để chị em 2 ngày nữa sẽ đi đến cái vùng đó để truyền giáo. Tôi lại không có nhắn tin mà tôi chỉ like thôi, tôi thả tim thôi. Thì ngày hôm qua, sáng hôm qua, người em nhắn với tôi một câu mà tôi rất là buồn, rất là đau. Chị em nói rằng là em vẫn trung tính, dân hiến 1/10, nhưng mà tại sao khi em cần thì Hội Thánh không quan tâm đến em? Và cái câu nói đó làm cô đau. Tôi đọc và nhiều lần cái tin nhắn đó và tôi nói chưa hay, có phải là con vô tình không? Khi em không cần một cái số tiền để có thể đi đến cái vùng đất đó để truyền giáo, mà trong lúc đó trong cái tài khoản con còn, nhưng mà con dự định con cũng muốn gieo, nhưng mà tại sao lại con không gieo? Mà bây giờ con muốn gieo thì cái tài khoản con còn đó. Tôi nghĩ lại, tôi nhớ lại, ủa, không phải vô tình. Tôi xem xét lại trong tất cả cái động cơ ở trong lòng của tôi là gì, không phải vô tình. Thật sự lòng tôi khao khát muốn và tôi có cầu nguyện cho chị em này, Chúa sẽ ban phước chị em con về tài chính. Có những lúc tôi có và tôi dâng ngay, nhưng mà cái lúc có nhưng mà tôi chưa gieo và tôi cầu nguyện Chúa. Mà tôi mới nhắn lại cho chị em đó rằng là thật ra tôi có cầu nguyện cho chị, nhưng mà bây giờ chúng tôi không còn tiền nữa. Mới vừa trả tiền cho 4 tháng cho Hội Thánh, tôi không còn tiền nữa. Thậm chí ngày hôm kia anh chị em biết là tôi chạy xe ra quận nhất, lúc đó xăng cũng sắp hết rồi, chạy ra tới đó gửi xe không có chỗ gửi thì đậu cái đó, thì nó kêu tải app xuống trả tiền 2 tiếng đồng hồ, mỗi 1 giờ là 25.000, trong tài khoản tôi còn 49.000, không đủ trả 2 giờ đồng hồ nữa. Thế mình tiến đi, ba, trong tài khoản còn 2.000 để con chuyển cho bạn.
Thế tiểu được 2 ngàn, được 1 ngàn, thế là trả 50 ngàn, tôi còn 1 ngàn. Nó tệ như vậy luôn á. Rồi xong cái nói chuyện với nhau mà ngồi cái hết thời gian rồi nào, nó gọi điện, anh ơi anh hết giờ rồi. Nó gọi bây giờ sao, anh mua thêm giờ nữa đi. Tôi không có tiền, tôi gọi cho Bùi Sĩ Hào, tôi nhắn Bùi Sĩ Hào, em ơi, còn không ứng cho anh đi. Em Bùi Sĩ Hào ứng cho tôi rồi tôi trả tiền trước. Thì anh chị em đấy, tôi xem xét lại các động cơ trong lòng của mình, không có vô tình. Có nhiều khi chúng ta bị ai nấy, chúng ta bị định tội, ủa tại sao mình không giúp anh em mình trong cái lúc đó. Nhưng ngay lúc mà tôi đang phân chân cho tâm trí của tôi thì Chúa nói tôi một điều này. Đây là không phải thời điểm mà ta muốn người đó đi đến đó để giảng. Tôi không biện minh đâu chị em, hoàn toàn không biện minh. Nhưng mà trong lòng của tôi có nhận được một tín hiệu, có nhận được cái lời của Chúa. Và chơi, bây giờ chúng tôi nói tôi dịch thì sự gì, tôi dịch tôi không gieo, tôi không có, tôi gieo luôn nè, không còn gì hết chứ. Nhưng mà trong lòng của tôi, Chúa nhắc cho tôi một điều, hãy cận Tết, chị hãy trở về và chị làm chứng. Bây giờ cầu nguyện đi, cầu nguyện cho những người mình muốn gieo đi, xin lỗi mình muốn làm chứng đi, thì cận Tết chị sẽ có. Và tôi sẽ cậy ơn của Chúa để tôi có thể kêu gọi anh em. Nếu tôi có ơn dân, mà nếu không có, tôi sẽ kêu gọi anh em để dâng cho chị đi trong cái chuyến đi này, để có thể về làm chứng tại quê hương của mình. Và cảm ơn Chúa, chị này nói amen, hallelujah. Như vậy là chị này đã biết ý muốn của Chúa. Chị nói là đây không phải là lúc, thế nhưng bản thân của chị cũng chưa chuẩn bị một cách tốt lắm. Như vậy chúng ta hay có những lúc dường như chúng ta vô tình, nhưng mà không phải. Dường như chúng ta bị cạn dạ, nhưng mà không phải. Hãy xem xét lại tất cả động cơ của mình, chúng ta có phải chặt dạ hay là vô tình hay không. Đừng định tội. Bảo vệ Phúc Chúa vừa xong là chúng tôi lập tức chúng tôi làm liền. Tôi biết đó là một cái tín hiệu rất bình an ở trong lòng chúng tôi, và chúng tôi làm liền. Tại vì đầu năm này anh chị em giao gì, chúng ta có chỗ để chúng ta đầu tư chứ. Mỗi người chúng ta cầu nguyện với Chúa để có một tín hiệu nào đó từ Chúa, thì anh chị em hãy quyết định gieo hạt giống trong xứ. Có những lúc thật sự đỡ khen, có những lúc thật sự khó khăn, nhưng Chúa kêu gieo thì anh chị em hãy gieo. Amen chị em. Và tôi tin rằng những gì tôi gieo ra không bao giờ trở về lỗ mình, bởi vì Chúa luôn luôn Ngài ban phước cho hạt giống gieo. Kể cả những lúc anh chị em gieo trong cái sự vô tình hay là gì cả, thì tất cả hạt giống gieo đều có kết quả, ít nhất là 30. Amen. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh để năm mới này chúng ta hãy ơn của Chúa và tiếp tục bước đi. Xin Chúa Ngài làm ơn cho tôi và anh chị em, và chúng ta muốn được rất lớn chứ không phải chỉ lớn mà thôi. Và chúng tôi cầu nguyện Chúa trong vấn đề này, để cộng đồng dân Chúa phải là một cộng đồng lớn, cộng đồng dân Chúa lớn về phương diện số đông, lớn về phương diện về chất lượng, và lớn về phương diện về tài chính, về kinh tế. Để dân sự của Chúa không phải là chúng ta lúc nào nghĩ đến nói đến cần mua cái quạt, cần mua cái máy lạnh, thì chúng ta phải kiên ăn cầu nguyện mới ra được cái máy lạnh. Không đó. Nhưng mà khi mà Đức Chúa Trời Ngài ban phước rồi, thì trở nên rất lớn, trở nên thịnh vượng của cải càng thêm lên, đến nỗi là Abimelech nói như thế này: ngươi hãy ra khỏi ta, vì ngươi thịnh vượng hơn chúng ta. Alleluia. Con dân của Đức Chúa Trời phải thịnh vượng hơn dân thế gian. Nó thịnh vượng cả 4/3 phương diện, chứ không phải chỉ thịnh vượng về vật chất mà thôi. Thịnh vượng về thuộc linh, thịnh vượng về sức khỏe, thịnh vượng về phần thụ thể. Mình dùng ban phước để năm mới này chúng ta quyết định gieo gì cho năm 2024 này. Và anh chị em cần bắt đầu đầu tư lên một kế hoạch để chúng ta thực hiện nó. Xin Chúa ban phước. Và mỗi một người cần lắng nghe sự dẫn dắt của Chúa để chúng ta bắt đầu đi. Amen chị em. Chúa ban phước cho các anh chị em. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.